Chào anh em. Thì các bạn cũng thấy trên màn hình đó là một mẫu ao lớp bình thường, đúng không ạ? Thì mình đang thiết kế cái mẫu này cho lớp. Thì mình có rất là nhiều những cái mẫu áo đã thiết kế sẵn rất là nhiều. Vì một đó là mình đã thiết kế, tự thiết kế, hai là mình mua nhá. Mình mua rất nhiều những cái mẫu này và cũng sẵn sàng để mà chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà bây giờ nó chưa có thời gian thôi. Đấy, bởi vì mình cần phải lấy một vài cái thông tin của mình ra trước thì mình mới có thể chia sẻ với các bạn ra sau được. Đấy, vì mình bỏ ra rất là nhiều tiền để mua. Thì ở trên cái group của In Lụa là hoặc là rất là nhiều 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 những cái bản thiết kế thì mình cũng mua về và xin về đủ kiểu hết, và có đâu thì mình cứ tải về thôi, nó rất rất là nhiều. Và cứ thế, có ai có những cái mẫu là mình cứ sưu tập, và thành ra nó có rất là nhiều những cái file vector giúp cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn, và cũng như là có nhiều mẫu mã hơn để mà sử dụng cho quá trình marketing, bán hàng cũng như là hỗ trợ trong việc sản xuất. Đấy, các bạn biết vẽ một cái mẫu cũng rất là lâu, ví dụ như rất là lâu ạ. Những cái mẫu này đi, nếu như mà nó có làm được hình ảnh rõ nét thì chúng ta có thể sử dụng công cụ vẽ tự động của Corel để vẽ, nhưng mà khi mà không có thì chúng ta sử rất là mất nhiều thời gian lắm. Đấy, vẽ cái hình này tôi nghĩ nó cũng không nhanh được đâu nếu như nó hình nó mờ. Đấy, thì tôi đã bỏ nhiều tiền để tôi mua về và tôi sưu tập dần dần dần, và trong cái quãng thời gian làm dài, thật dài, trong nhiều năm qua 7 8 năm trời, tôi cũng đã để dành cho mình kho hình cũng khá khá. Đấy, tuy nhiên thì mình cũng bận rộn chưa chia sẻ được, kể cả những học viên vừa rồi mình cũng chưa có chia sẻ ra được, bởi vì là nó đang nằm trong cả rất là nhiều. Mình chưa có lấy ra để mà chia sẻ cái riêng phần hình ảnh cho các bạn được. Và sắp tới mình rảnh thì mình sẽ làm cái phần đó nhiều vào, sẽ gửi các bạn cả hàng ngàn những cái hình ảnh và cái mẫu mã thế này. Đấy, cả những cái nền 3D này nữa. Đấy, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một vài cái mẫu rất là đẹp, và sau này các bạn cứ bấm theo dõi đi và comment xuống dưới một vài cái Gmail hoặc là cái email hoặc là cái thông tin. Sau đó khi mình chia sẻ ra, mình cho những cái mẫu này thì các bạn sẽ có thôi. Mình sẽ lưu trên driver và sẽ tặng cho các bạn. Nó sẽ đỡ rất rất nhiều và giúp cho bạn có một bộ sưu tập nó phù hợp để mà giúp cho khách hàng của các bạn. Mình thì mình cũng biết được nhiều anh là thiết kế trên internet nó khá là chuyên nghiệp, cho nên là mình cũng cố gắng theo dõi. Hễ cứ có thông tin đăng lên mình copy về. Đấy. Thông tin đăng lên là mình sẽ lưu lại và mình tận dụng, mình sử dụng cho mình. Đấy, bởi vì họ đã chia sẻ miễn phí thì mình cứ xài thôi. Đấy. Hoặc là những cái gì họ bán thì mình mua vậy thôi. Mua nó bình thường mà không có, xin lỗi các bạn, chứ đúng là một mẫu mà vẽ 50.000 là bình thường. Đấy, mẫu khó hơn tí là 100.000 hoặc 150.000, các bạn nhân lên đi ạ. Các bạn nhân lên, có thể nhân lên nếu ví dụ như là 100 mẫu thì các bạn đã phải bỏ rất là nhiều tiền rồi. 1.000 mẫu thì thật là đúng là tiền cả hàng chục triệu rồi. Phải đơn giản, nếu như mẫu mà khó, nhưng mẫu nó hợp lý hay đẹp thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ phải mua nhiều tiền. Và dù sao nhìn đi nữa thì mình vẫn phải phải mua thôi, để mà về mình trễ lại để mình làm nó khác biệt đi. Đấy, chứ mình ngồi mà thiết kế cả ngày mò khi nào cho ra sản phẩm, đúng không ạ? Đấy, thì thông qua cái video này thì các bạn có thể để lại một vài thông tin. Đấy, nếu như cần, các bạn mới hoặc là những anh chị em nào cần thì chúng ta để lại thông tin và tôi sẽ giúp cho các bạn.
sau này mình sẽ giúp đấy. Còn các bạn học viên sắp tới thì mình, nếu mình kịp mình làm ra những cái này cụ thể thì mình sẽ cho copy luôn. Bởi vì ở cái chương trình trước thì mình chỉ ở những cái file đó là có sẵn tạm tạm thôi. Cái sắp tới có thì mình sẽ lại tiếp tục mình gửi cho những bạn học viên cũ. Không sao cả, bởi vì mình cũng rất là đơn giản. Và có thể là các bạn cứ comment xuống, rồi mình sắp tới mình sẽ có một cái trang web chuyên về các cái hình ảnh đã thiết kế file Corel luôn. Thì các bạn chỉ cần theo dõi thôi, theo dõi và các bạn có thể download tất cả những hình ảnh trên đó về đấy. Thì tất cả những file đều là file vector cả, các bạn có thể sử sử dụng tất cả phần mềm vẽ khác để mà sử để mà tùy chỉnh nhé. Đây, đây là có một cái hình mình thấy đẹp này, các bạn có thể lưu lại những cái loại hình thức, loại áo 3D mà nó bắt mắt để mình dễ dàng trong cái phần mà chốt khách hàng. Thì áo 3D bây giờ cũng là một trong những cái xu hướng mới rất là ok. Vậy thì các bạn hãy tận dụng, và nếu như mà có địa chỉ nào không không có thì có thể liên hệ mình để làm. Rồi, các bạn chờ một xíu nhé.
Chào các bạn á. Mình vừa mới ra ngoài, ở ngoài là xưởng in đang gặp sự cố nên mình ra mình xử lý một tí thôi. Ồ, đây có mẫu này hay nhỉ. Rất là hay. Rất là nhiều mẫu. Nói chung là rất nhiều. Đây là con mẫu mình đã có những cái bộ sưu tập sẵn luôn. Để xem nào. Trong dữ liệu công ty mình đã có một bộ Corel rất rất là sẵn. Đấy. Và mình có những cái chuẩn bị sẵn những cái bộ áo mẫu này chứ các bạn này. Ô cột tròn, cột bẻ hay là ráp lăng hay là mẫu áo bóng đá, nhưng mọi thứ nó có sẵn, các bạn về cần copy là ghép vào và xài cho riêng mình nhé. Còn Corel áo mẫu trong này thì mình cũng có rất là nhiều, nếu tổng hợp nó cũng nhiều lắm ạ. Mẫu logo cũng mẫu cũng những cái logo của mình là mẫu Corel có sẵn hết đấy, và cho khách tham khảo, các bạn dùng làm catalog thì chuẩn luôn. Áo lớp, áo bóng đá đồ mình cũng đầy đủ cả luôn, chả thiếu cái gì. Thì các bạn cứ việc sau này các bạn cứ việc lên copy về thôi. Đây ví dụ như là cái mẫu áo bóng đá này đi, nhiều bạn thắc mắc quá. Mẫu áo thì thực ra bây giờ nó mỗi mỗi ngày mỗi mẫu. Và mình chỉ tập trung vào những cái mẫu mình có thôi. Đấy. Tuy nhiên á thì cái mẫu là rất rất là nhiều, mình nên tìm những cái đối tác. Những cái đối tác mà có những cái mẫu đó và mình thường xuyên đao về post lên để mà bán hàng. Đấy, thì mình chỉ cần thiết mình để một vài mẫu và mình có thể là để thiết kế theo yêu cầu của khách thôi. Vì mình cũng đang chuyên về những cái dòng mẫu này. Đấy, nó có ví dụ nó phối theo yêu cầu, những cái mẫu này là mình có trơn. Đó, muốn kiểu gì mình cũng có cả. Và các bạn thấy màu sắc và có đẹp không ạ? Mà mình phối nó có đẹp không ạ? Rất là chuẩn, rất là đẹp. Và mình đã làm sẵn. Ví dụ các bạn cần cái hình này, rồi ok mình sẽ xử lý cho. Sau này biết thế mà xài, đao về cứ thế mà xài. Rồi mình sẽ cho những cái mail các bạn, những cái địa chỉ ở dưới mình cũng sẽ giúp cho các bạn, có gửi cho các bạn thôi. Rồi Ctrl U đi nhé. Ví dụ các bạn muốn cái màu này, ví dụ là màu xanh đi. Đấy. Cho đây xanh chẳng hạn. Mình có thể mình phối thêm rất nhiều mẫu cho mình. Đây, chỗ này mình sẽ đổi thành đỏ đúng không ạ? Thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, còn những cái mà đường mà mình làm cho nó là cái bóng giống dạng 3D này thì các bạn có thể tùy chỉnh thôi. Quá đơn giản đối với những người mới đấy. Mới cũ gì cũng có thể làm được cả. Đấy. Mở hơn nhỉ. Rồi ok. Đấy, tùy thích phối như nào phối, miễn là mà khách hàng thích bắt mắt là chúng ta thành công. Đấy, các bạn cũng có thể ghép cái logo của chúng ta vào đây để làm cái dấu bản quyền. Đấy, rất đơn giản thì ai cũng sẽ có phần này cả. Đấy. Mình cũng sắp đào tạo những chương trình cuối cùng mà mình sẽ chuyển qua những lĩnh vực mới hơn. Thì đây là sẽ là những cái cơ hội mà các bạn chúng ta gặp nhau. Đấy. Sau này sẽ gặp nhau lại nhiều những chương trình khác. Và ai mà học Nga trong những chương trình thì mình sẽ gửi hết toàn bộ những nội dung này. Đấy, còn những ai đã học rồi thì sau này có những cái gì khóa học, những trình mới, những gì mình tặng hết. Có điều là mình chả có thời gian, sau này mình cứ sắp xếp thời gian mình giúp cho anh em dần 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 dần.
Thấy nhiều người cũng đã thành công rồi, cũng có nhiều người học về cũng đang mù mịt. Không phải là cái vợ ở chỗ là thiếu kiến thức, mà ở chỗ đó là về bỏ và không không có đụng tới công việc, thành ra nó những cái kiến thức nó cũng quên đi, hoặc là mình nhát làm đấy. Đấy, cái việc học chỉ là một phần, mình về mình phải nỗ lực mình làm nó mới có nhá. Giống như các bạn thôi, mỗi ngày cứ vẽ được bao nhiêu hình đó mình cứ gom dần rồi mình vừa làm vừa lại đấy, kết hợp thu thập tìm hiểu học hỏi để cho nó hợp lý. Đây là cái gì? À, đây là cái mẫu mũ đồng phục, thì các bạn cũng có thể là có đầy đủ những cái mẫu này. Ví dụ như bây giờ mình nói như này, mình un rút nhé. Đổi, tôi muốn cần làm mũ màu vàng và viền màu xanh đổi cho bạn, thì các bạn ngay lập tức trong vòng 30 giây phải có hình duyệt cho họ, đúng không ạ? Nếu không sẽ mất khách. Đấy, mình phải có sẵn và nó thật là bắt mắt và đơn giản. Bắt mắt nhưng phải đơn giản. Ví như là công ty chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì mình cứ quốc đại như thế mình gửi cho khách là mình sẽ đảm bảo cái việc khách không bao giờ đi. Kiểu như thế, tôi thích ghép từ từ thì nó đẹp hơn. Đấy, thì nếu các bạn cần thì mình sẽ cho luôn cả cái mô hình này luôn, các bạn chuẩn bị. Nó có đầy đủ toàn bộ mọi thứ nhé. Bộ ảnh mẫu áo này, Corel này, marketing này, bộ hướng dẫn nhân viên đầy đủ này, bộ khách hàng. Khách hàng bao nhiêu, khách hàng như thế nào cho ùi vào đó, tài liệu để học tập này. Đấy. Đấy, cái gì mình gom hết nè, còn những cái gì mà đang đang đây là lao dịch tùm lum như thế này là mình không có chưa chưa đưa vào. Ví dụ như hướng dẫn nhân viên thì hướng dẫn làm như thế nào, đúng không ạ? Hướng dẫn in lụa hướng dẫn như thế nào là sao đấy. Các bạn cũng phải làm cho nó chuyên nghiệp. Những cái hàng ngày này thì mình cũng chuẩn bị nó đầy đủ lắm. Nhân viên cứ thế vào thôi. Work, nếu cần bản work nào vào lấy, cần hình ảnh nào vào lấy. Đấy, cần những cái gì thì vào lấy. Đấy. Mình thì có một cái file này. Mình hay bảo nhân viên vào làm cái này. Rất là đơn giản. Ví dụ nó chỉ là cần mẫu gì, ngay lập tức quốc cái này. Ví dụ cái này cần áo màu hồng, lai màu đen, quốc liền, làm nhanh. Nhưng nó phức tạp, cứ mở ra mở vào nó thì chắc chắn nó không làm được đó. Đấy, anh ra nghe cổ màu tím, cổ màu vàng, thì đấy, hãy nhanh chóng làm những việc này cho nó nhanh thì nó đỡ đau đầu và gửi cho khách nó duyệt. Ban đầu khách nó gửi thì mình chưa hiểu ý tưởng nó đâu, thì mỗi ngày mình đều làm việc này nhiều mình quen rồi, mình thích cái rất là hay nhé. Mình thích cái loại này nhất, 2D rất đơn giản. Còn ba cái đồ này mình mềm mại lằng nhằng ấy mình cũng chả thích. Đấy, kể cả những cái mẫu áo mình nó vẽ lượn sóng lằng nhằng, cái này là đơn giản nhất, chốt là chuẩn luôn, đúng tỷ lệ của áo luôn. Đấy, khi mà mình đưa vào cái trong này, này mình thiết kế là mình quất luôn nó trùng với kích thước của hình in. Còn để mình
có thói quen là mình để kích thước cùng với hình in, ví dụ hình này là 3 đấy, thì ngay lập tức mình kéo đấy, cỡ cái lưng gần bằng khổ A3 hoặc là nhỏ hơn nhiều hồi nãy nữa, cỡ này. Thì khi mà mình làm một cái đối tượng hình in nó gần bằng thế này, thì khi xuất file nó gần đúng luôn, ví dụ kích nét này, kích nét nó là, sẽ là chuẩn luôn đấy, và nó không có bị sau này mình kích nét mình tách màu nó chả có bị ảnh hưởng, ví dụ kéo giãn vào giãn ra nó đúng chuẩn luôn, chả cần phải kéo vào kéo ra đấy. Khi mà các bạn kéo vào như thế này các bạn đã thấy nét nó đậm đúng không ạ, đấy thì nó bị sai đi, cho nên là tôi sẽ làm kích thước nó chuẩn như này luôn. Đơn này thì tôi mới chốt khách hàng. Thì trong cái sau này á, đối với một số cái hình mình sẽ gửi kèm luôn cho các bạn, đó là cái bản tách màu. Nhưng mà tách màu này nó phải phù hợp. Tôi sẽ giúp cho học viên bớt cái khâu này nếu như nó trùng hợp ở một số logo để mà in lụa cho nó thuận tiện. Đấy, tuy nhiên các bạn phải học hoặc là các bạn phải biết về cách tách màu và hiểu được cái ý của tôi thì các bạn mới làm được nhé. Phải hiểu được cái ý của tôi thì các bạn cứ thế làm thôi, cứ kéo to kéo nhỏ, vì nó là vector hết toàn bộ và nó chỉ có thể cứ cắt là làm thôi, cứ ra khung là làm thôi, chả cần phải tách nữa. Và đa số sau này hình outline nó sẽ bị trùng lặp rất nhiều đấy, trùng lặp rất nhiều thì rõ ràng là rất là có cái lợi đấy. Đấy, chỉ thay đổi cái chữ trong thôi, hoặc là không thay đổi luôn. Ừ. Đây là những cái mẫu mình muốn vẽ rồi chẳng hạn đấy. Đó, mình phối và mình gửi cho nó khách nó xem. Họ rất thích những cái kiểu như thế này, miêu tả cho họ kỹ càng như này. Đấy, có cả bây giờ kia nó sẽ giúp cho mình cái quá trình làm việc của mình đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, chả cần phải mổ mẫm như đây. Đây là đồ của mẫu mẫu giáo, thì nữ sẽ là váy và nam sẽ là quần. Đấy. Ừ. Trên bản hợp đồng mình đưa cái này ra luôn, nó chắc chắn như vậy, nó rất là chắc ăn, không có bị sai sót. Nói chung là nó ổn đấy. Các bạn có những cái file này là có nhiều giá trị đấy. Thì các bạn cứ bấm theo dõi đi. Có những cái video yêu sau để giúp cho các bạn tải trên cấp về đơn giản và sử dụng đối với những người mới nó hợp lý đấy. Còn bây giờ thì thế. Ừ, bây giờ mình sẽ chào hẹn gặp lại các bạn thôi. Bữa nay là mùng 8 rồi, hình như là có mấy bạn mà mấy bạn muốn học ngày tới thì phải. Từ đây đến đó mình không có thời gian, bao giờ có video nào.
Rồi bây giờ chào hẹn gặp lại các bạn nhé.